Nguyên nhân nữa đó là gì nhỉ? Là người khác ghét mình nên sinh ra là sao? Sinh ra là nói dối đúng không? Gọi là nói xấu đấy đúng không ạ? Nói xấu sau lưng. Đấy, tuyệt vời, vỗ tay cho bạn nào. Rồi, ngoài sức tưởng tượng của cô Dung luôn. Rồi. Nguyên nhân rất nhiều nguyên nhân đúng không? Đấy, cô Dung tổng kết tội bây giờ các bạn hiểu chưa? Các bạn biết là trung thực là gì chưa? Biết chưa ạ? Biết rồi đúng không? Đấy, rồi, nguyên nhân của nói dối là do gì đúng không? Do sự sợ hãi này, do gì nữa? Do gì nữa? Do là có bí mật nên không muốn ai biết, nên không muốn bị phát hiện. Do gì nữa? Là người khác đang ghét mình nên là họ phát sinh ra cái việc là gì ạ? Là nói dối. Đúng không ạ? Và làm sao nữa? Và một cái mịt nữa là gì ạ? Thưa Một cô, là em có một ý kiến nữa là nói dối do nguyên nhân là kiêu ngạo và khinh thường người khác. Đúng rồi, đúng không các bạn? Hay quá, kiêu ngạo và khinh thường người khác. Vỗ tay cho bạn nào, thật là to. Tuyệt vời. Rồi, cô mời trường lớp 2A6 ạ. Trường lớp 2A6 trường Khai Quang lại tiếp tục một đáp án. Chào cô ạ. Con thưa cô, nguyên nhân nói dối là con thưa cô nguyên nhân nói dối đấy là che giấu những gì mình đã làm sai ạ. Hay quá, che giấu những thứ gì mà mình đã làm sai đúng không các bạn? Đúng, thì vỗ tay cho bạn nào. Hay quá. Trời ơi, nhiều ý kiến quá. Rồi, ý kiến nào nữa nào, lớp nào nữa? Lớp 5A1 có ý kiến không? Lớp 5A1 có ý kiến không ạ? Giơ tay Dạ, em, xin mời ạ. giơ tay Dạ, vâng, đúng rồi. Cô Dung xin mời các bạn lớp lớp 6, lớp 8 ạ. Lớp 6, lớp 8, trường dân tộc nội trú ạ. cam đơ trả em một câu. Em được cô là kéo dấu trách nhiệm của mình đã làm rồi. Nói dối các việc mình đã làm đúng không? Là em đúng. Em Vì nói lại sao đi. em nói dối? Em được cô là đánh trách nhiệm. Do trốn tránh trách nhiệm thì mình sẽ là nói dối đúng không? Ý kiến của em như thế đúng không ạ? Ok, đúng không các bạn? Hay quá, rất chính xác rồi, vỗ tay cho bạn nào. Đấy, tuyệt vời. Do trốn tránh trách nhiệm mà phát sinh ra cái sự nói dối đúng không ạ? À, mình không làm được, xong đó thì mình trốn tránh, mình đổ lỗi cho người khác. Và cũng giống như một cái câu chuyện đó là gì nhỉ? Có một cậu bé ấy ở nhà chơi, xong đó thì làm đổ cái lọ hoa đúng không, làm đổ cái bình hoa, và khi mà mẹ đi làm về nhà thì làm sao, mẹ hỏi là ai làm đổ lọ hoa đây, thì làm sao ạ? À? Ôi, trốn tránh trách nhiệm đúng không, và sẽ sinh ra làm sao ạ? Nói dối là con mèo nó làm đổ mẹ ạ. À. Đúng không đấy, hay là gì, tại em làm đổ đấy, chứ không phải là tại con. À, do trốn tránh trách nhiệm nhưng mà mình phát sinh ra cái việc là nói dối. Rồi, hay quá. Rồi, tiếp theo này, câu hỏi tiếp theo này. Hôm nay trò chuyện đấy, hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện. Rồi, tiếp theo nè. Rồi, trung thực thì thể hiện qua đâu? Đó, thể hiện qua những cái yếu tố nào? Theo các bạn, trung thực thì sẽ được thể hiện qua đâu? Qua đâu? Ví dụ như là lời nói, hay là hình ảnh, hay là âm thanh, hay là hành động, hay là chữ viết, vân vân. Nó sẽ được thể hiện qua đâu? Sự trung thực sẽ thể hiện qua đâu ạ? Đông bao Ơi, dạ vâng. em đưa cô là qua lời nói và hành động ạ. À, qua lời nói và hành động. Cụ thể xem nào, cụ thể giúp cô xem. Lời nói thì như thế nào và hành động thì như thế nào nhỉ? Cô là nhẹ nhàng. À, nhẹ nhàng này. Đấy, trung thực thể hiện qua lời nói,
lời nói nhẹ nhàng đúng không? Hay quá. Gì nữa không con? Hành động gì nhỉ? Có hành động gì không? Rồi bạn khác bổ sung nào. Xin mời cô Hồng bạn ạ, bạn chuyển mic cho bạn khác bổ sung. Đây, mời bạn Quân là mời. Các bạn truyền tay mic cũng được ạ. Cô giáo đứng ở ngoài truyền truyền tay các bạn cũng được. Cho cô là nhặt được của rơi trả lại người đánh mất ạ. Tuyệt vời, nhặt được của rơi. Tạm thời. Tạm thời đúc túi hay tạm thời đánh mất à, trả lời trả lại. Của rơi đúng không? Để trả người. Đánh mất. Rồi hay quá. Rồi đấy là sự trung thực đúng không? Đấy. Rồi. Còn bạn nào còn các trường khác thì sao nhỉ? Có ý kiến không ạ? Các trường khác xem. Lợi cô mời lớp 2A3. Có một bạn đi lên. Trung thực thể hiện qua qua lời nói và hành động, và cụ thể lời nói và hành động như thế nào ạ? Rồi, các bạn khác nào, lớp lớp khác, các lớp khác đâu? Lớp 5A1 này có ý kiến không? À rồi, mời lớp 6, lớp 8 trường dân tộc nội trú ạ. Cô là không quay con cho người thi cử ạ. Không quay cóp trong giờ thi cử. Rồi rất tiếc thực. Gọi là không nhìn bài đúng không? Không nhìn bài ấy, quay cóp hay quá. Trong giờ thi đúng không? Giờ kiểm tra. Cô giáo và bố mẹ Bài ạ. thi. À, không nói dối cơ thầy cô giáo và bố mẹ hay quá. Không nói dối thầy cô và bố mẹ. Hay quá. Gì nữa không ạ? Nào, một cái ý kiến rất là quan trọng luôn. Một cái ý cuối cùng cho cái sự trung thực thể hiện qua đâu nữa. À, lớp 5A1. Rồi, con mời em. Đúng Em thưa cô là khi mình làm sai phải nhận lỗi ạ. à, rồi, cảm ơn trường Đông Bò, ý kiến rất hay. Rồi, con mời lớp 5A1 nào. Em thưa cô là mình phải trung thực với điểm số của mình ạ. Trung thực với điểm số của mình điểm Dạ. nào thì mình nói đúng cái điểm đấy đúng không? Dạ. Ôi tuyệt vời. Với cô giáo với điểm số của mình ạ. Ôi hay quá, vỗ tay cho bạn nào. Trung thực với điểm số của mình. Chả thông minh đúng không? Ngày xưa à, cô Dung hay hay nói dối cái miệng này. Ngày xưa là sợ sợ bị mẹ mắng nên là mình được 3 điểm nhưng mà mình nói dối thành 5 điểm. Đó, một cái tật rất là xấu. Rồi, cô thấy có một ý kiến thêm. Lớp 3A2 nào, cô mời lớp 3A2. Cô mời các bạn. Em thưa cô là trung thực thể hiện qua cái tấm lòng bao dung và độ lượng của mình. Nếu mà không trung thực thì mình sẽ đánh làm mất cái tấm lòng mà người khác đang tin tưởng mình ạ. Ui. Đúng không các bạn? Đúng thì vỗ tay thật to nào. Đấy, tấm lòng bao dung đúng không? Độ lượng của mình. Đấy, hay quá. Tấm lòng bao dung độ lượng tức là gì? À, mình sẽ tha thứ đúng không ạ? Đấy, ok. Rồi, cô mời trường tiểu học Khai Quang. Vẫn tiếp tục là Khai Quang, vẫn tiếp tục là em trai này. Rồi, cô mời em. Em thương cô là nếu khi gặp người ăn xin nên phải giúp họ để giúp họ an ủi họ ạ. Có đúng không các bạn? Đúng không? Có đúng không? Phải trung thực xong rồi thì giúp đỡ người ăn xin này, rồi thông cảm với họ này. Đấy là cái sự cái gì nhỉ? Đó là cái sự gì à? Nhân ái rồi đúng không? Nó sẽ thuộc cái phạm trù là nhân ái rồi đúng không? Cái sự cho đi đúng không? Đấy. Ok, cảm ơn em. Ok. Rồi. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo xem nào, một cái câu hỏi rất khó nữa nè. Một cái câu hỏi cực kỳ khó nữa xem nào. Đố các bạn, con người muốn nghe lời nói dối hay là muốn nghe lời nói thật? Rồi, mời các bạn lớp 5A5.
Hay quá, 5A5 đứng lên cả giơ tay này. Rồi, mời các bạn lớp 5A5. Rồi, nhanh nào, mở mic nào. Các bạn nghe nhá. Rồi, cô mời lớp 5A5 phát biểu nào, mở mic phát biểu nào. Nói thật ạ. Nói là Nói thật. À, ok. Rồi, lớp A55 là chọn nói thật. Ok, lớp 5A5 chọn nói thật. Rồi, cảm ơn lớp 5A5. Rồi, cô mời 55A1. em biết cô là nói thật ạ. Rồi, 5A1 cũng vẫn chọn nói thật. Rồi. Đấy, xem nào. Lớp nào nữa rồi, cô mời trường Đông Bo. Em thưa cô là con người muốn nói thật ạ. Muốn nói thật. Rồi, ba đáp án là nói thật rồi. Xem nào, có đáp án nào bất ngờ nữa không ạ? Rồi, Khai Quang nào. Trường Khai Quang ạ. Anh chị em gái thì được chị Hoàng Yến biết đủ Hoàng Yến được chuẩn rồi. Em thưa cô là muốn nghe nó nghe lời nói thật ạ. À, lời nói thật rồi, bốn đáp án rồi. Cảm ơn ba em, cảm ơn em nhé. Hay quá. Rồi, lớp Vâng 3A2 nào. Lớp 3A2 nào. Con người muốn nghe lời nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? cô. Ok, tuyệt vời. Cả lớp rất đoàn kết. Cảm ơn các bạn lớp 3A2 nhá. Rồi, con người luôn luôn muốn nghe lời nói thật. Rồi, tất cả các đáp án của các bạn đều đúng. Rồi, nhưng cô hỏi em nào. Bạn nào đồng ý với cô là con người luôn luôn muốn nghe lời nói thật, nhưng họ đa số, gọi là họ đa phần là nói dối. Giơ tay. Đa phần là người ta sẽ nói dối, người ta sẽ lừa dối, người ta sẽ lừa gạt, người ta sẽ lừa gạt mình, người ta sẽ lừa gạt mọi người và người ta sẽ không có nói đúng sự thật. Giơ tay. Đa phần con người đều là trở nên nói dối. Có nhiều không? Rồi, giơ tay tiếp cho cô. Nếu như mà đúng, đa phần là rất là nhiều người cũng rất muốn nói thật, nhưng mà làm sao? Là chưa gì ạ? Chưa thể nói thật. Bởi vì làm sao? Bởi vì do sợ. Bởi vì làm sao nữa? Do xấu hổ. Bởi vì làm sao nữa? Có bí mật mà họ rất muốn được nói thật nhưng mà không muốn nói, hay là không không nói được. Giơ tay giúp cô. Bao nhiêu bạn bao nhiêu bạn đang trong tình trạng như này, rất là muốn nói thật nhưng mà thật sự là không 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 thể, đúng không? À, chúng ta cũng không thể, đúng không ạ? Rồi, hay quá. Hãy trung thực, đúng không ạ? Đấy, chủ đề hôm nay là trung thực. Con người luôn muốn nghe lời nói dối, à luôn muốn nghe lời nói thật. Gì nữa? Và họ làm sao ạ? Lời nói dối thì nhiều hơn. Bởi vì sao? Họ có bí mật, họ có sự che giấu, họ có gì nữa? Có cái gì ạ? Có cái lời, có những cái bí mật mà không muốn cho ai biết. Rồi, theo các bạn, ấy, thường thì chúng ta nói dối sẽ làm hại người khác hay là không làm hại người khác? Nào, cô mời lớp 3A1. Thường thì chúng ta sẽ thường thì con người dùng nói lời nói dối để làm hại người khác hay là không làm hại người khác? Chỉ có là che giấu bí mật thôi, hay là các em nói dối khi nào? Khi che giấu bí mật hay là khi làm hại người khác? Rồi, cô mời các bạn lớp 3A1 trường tiểu học Hội Hợp ạ. Đấy. Nhanh nào. Rồi, 5 giây nhá, 5 giây cho lớp 3A1 nhá, lên lên mở mở mic phát biểu. 5 4 3. Nhiều. Rồi, một cô gái. Em cô là con người muốn lời nói thật ạ. Họ muốn lời nói thật và đa số là lời nói dối. Họ con người muốn nghe cái à, con người dùng nói lời nói dối để lừa người khác, để hại người khác hay là để che giấu sự thật thôi? Để che giấu sự thật ạ. À, để
để lừa người khác này, để che giấu cái bí mật của mình thôi, hay là để hại người khác? Để che giấu cái bí mật của mình ạ. À, để che giấu cái bí mật của mình. Đã bao giờ em nói dối và em nói dối đó để làm gì chưa? Được ạ. Em nói dối chưa? Em đã bao giờ nói dối chưa? Được. Chưa hả? Ok, cảm ơn em một câu trả lời. Ok, rồi, các bạn cùng vỗ tay cho bạn nào. Rồi, bạn nào nữa? Bạn nào muốn trả lời cơ? Đấy. Em đã bao giờ nói dối chưa? Và nói dối đấy thì là để che giấu hay là sự sợ hãi hay là để hại người khác? Rồi. Nhớ nào? Thế nào? Lớp nào nhỉ? Rồi, lớp 5 A5 nào. Mời lớp 5 A5. Rồi, cô mời lớp 5 A5. Em thưa cô, em đã từng nói dối để che lấp đi hành động của em ạ. Ồ, cụ thể thế nào? Cụ thể xem là hành động gì và hành động đấy đã bị phát hiện chưa? Em cũng từng bị phát hiện mấy lần rồi ạ. Em có thể tiện nói về hành động cụ thể đó là gì không? Có tiện nói không? Không tiện nói thì trả lời là không, còn tiện nói thì nói ra. Đấy, để xem các bạn khác có giống mình không. Là em từng đi chơi nhưng em chưa xin phép bố mẹ ạ. À, em đã từng đi chơi và chưa xin phép bố mẹ xong rồi nói dối là em không đi chơi đúng không? Rồi, ok, vỗ tay cho bạn sự trung thực này. Đấy, đã bị phát hiện và đã bị bố mẹ đánh vào mông. Ok rồi, cho cô Dung xem nào nhá. Ồ, một con đố. Hãy giơ bàn tay của mình lên và nắm lại thành con số 0. Rồi, hãy cùng nhắm mắt lại. Tất cả các bạn nhá, tất cả các bạn nhá. Rồi, nhắm mắt lại và giơ giơ hai tay như thế này lên này. Đó. Rồi, đếm cho cô xem nào. Số lần mình đã từng nói dối, che giấu bí mật. Nếu như mà đếm đếm xem mình có bao nhiêu lần nói dối rồi thì tương ứng với số lần ngón tay được xuất hiện. Ôi nào, xin mời các cô giáo chủ nhiệm sẽ gõ xuống ngôi chat giúp cô Dung xem là đa số các bạn nói dối dưới 10 lần hay là trên 10 lần ạ. Rồi lớp 5, à lớp 6 và lớp 8 mày đang thấy là có bạn là giơ cả hai bàn tay luôn, full luôn. Dạ rồi, có một đáp án ở dưới ô chat. À, trường à lớp 3A 2 dưới 5 lần, tuyệt vời quá. Trường Đông Bo là 5 lần ạ. Rồi, lớp nào nữa ạ? Các cô giáo chủ nhiệm hỗ trợ cô Dung ạ. Rồi, trường tiểu học Đông Bo xem nào. Cô Dung xem lại Đông Bo xem nào. Đã từng nói dối nào các bạn. À, bạn gái đầu tiên nói dối 2 lần. Đấy. Có trường nào trên 10 lần không? À, có một bạn 5 lần. Ồ, hay quá. Rồi, lớp 2A5 là dưới 10 lần. Đấy. À, lớp trường tiểu học Khai Quang là dưới 5 lần. À. Rồi, tiếp ạ. À. Lớp 3A1 này, lớp 4A3 này, lớp 2A6 này. Lớp 5A1 là dưới 5 lần. Rồi, có lớp nào full không? Có lớp nào mà full 10 không ạ? Hay là trên 10 không? Không, phải trung thực nha, phải trung thực nha. Con năm nay là con có 8 tuổi thôi nên là con đã có trường hợp là con nói dối trên 10 lần rồi. À, lớp lớp 5A1 đã có trên 10. À, rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, mời các bạn bỏ tay xuống nha. Đấy, một cái sự khảo sát đúng không? Rồi, sẽ cô Dung hỏi thêm. À, cảm xúc của mình, cảm xúc của bạn khi nói dối là gì? Cảm xúc của bạn khi nói dối là gì? Rồi, mời lớp 5A5 ạ. Nhiều cánh tay quá.
Một bạn đại diện trả lời toàn bộ các câu trả lời của các bạn khác trong lớp nha. Ví dụ một bạn đại diện này. Đấy, trả lời cảm xúc là gì? Rồi, lớp 5A5 nào. Cảm xúc của bạn khi nói dối là gì? Mở mic đi con. Dạ em hối Một là hối hận, gì nữa không? Các bạn khác trong lớp thì sao? sợ hai nữa ạ. Sợ hãi, gì nữa? Gì nữa nào? Gì nữa không? Có bạn nào đặt ý kiến nữa không? Buồn bã nữa ạ. Buồn bã. Đấy, rồi. Sợ, sợ này. Sợ hãi này. Tức giận. Đúng không nhỉ? Và buồn bã đúng không? Rồi, rồi cảm ơn lớp 5A5 nha. Rồi, con mời lớp 2A6 ạ. Con nói đi, mời bạn Quân nói nào. Sợ, cảm xúc rất sợ, gì nữa? Thế thôi á? Sợ và gì? Buồn. Sợ và buồn. Rồi, rồi cảm ơn em. Rồi cô mời chữ lớp 2A6 ạ. Lớp 2A6 trường tiểu học Khai Quang. Con thương cô. Khi nói dối con cảm thấy thế nào? Khi con nói dối cảm thấy buồn buồn bã. Buồn bã đúng không? Rồi. Cảm xúc khi nói dối này. Rồi cảm ơn em ha. Đó là gì nhỉ? Buồn này. Gì nữa? Sợ hãi này. Gì nữa ạ? Gì nữa nhỉ? Sao bị phát hiện Sợ bị phát hiện. Rồi cảm ơn em. Đợi cô mời trường trường lớp 5A1 nào. Cô mời trường lớp 5A1 tiếp. em nói cho là nếu như là mình phát hiện là người ta làm dối thì em cảm thấy rất là sợ hãi và thấy nấy trong lòng, bởi vì khi mà mẹ biết thì cũng sẽ rất là buồn ạ. Là áy náy này. Ồ, hối hận nữa đúng không? Ừ. Giá như mà mình nói thật đúng không ạ? Đấy, áy náy hối hận lắm. Ừ. Rồi cảm ơn em. Ok, rất là một cái thanh niên, một thanh niên rất là năng động. Rồi, tiếp theo ạ. Rồi, cô mời lớp 3A2. Lớp 3A2. Em cho cô cảm xúc khi nói dối là lo lắng và sợ hãi không, và cảm thấy rất là sợ bị phát hiện ạ. Sợ bị phát hiện. Sợ bị phát hiện cái là thấy luôn. Đấy, thấy gì? Thấy đòn roi đang trước mặt. Đúng không ạ? Cảm xúc của chúng ta đây. Rất buồn, áy náy, sợ hãi, hối hận, lo lắng, sợ bị phát hiện đúng không? Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, và các bạn hãy nhớ những cái câu hỏi này nhá. Hãy hãy nhớ lại, các bạn sẽ có thể là chúng ta cùng ghi lại xem, hoặc là cô giáo chụp hình lại những cái câu hỏi này. Đấy, để sau này mình lưu lại những cái khi mà nếu như mà sau này mình có bị có mà nói dối thì mình sẽ nhìn lại những cái câu hỏi này. Khi mà mình nhìn lại những cái câu hỏi này mà mình trả lời được. Đấy, một một em bé thông minh, một em bé giỏi, thì khi mà đọc những cái câu hỏi này và trả lời được những cái câu hỏi này thì chắc chắn là có làm ra hành vi là nói dối không, hay là có làm ra hành vi là trung thực không? Có đúng không ạ? Khi mà biết những cái câu hỏi này rồi thì chắc chắn là sẽ không vi phạm nói dối, và cũng sẽ chắc chắn là sẽ trung thực thật thà. Đấy, trung thực thật thà là những đức tính mà chúng ta cần phải 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 rèn luyện nó đúng không ạ? Rồi tiếp theo này, hôm nay cô Dung cho chúng mình một cái câu chuyện. Đấy, có một cậu bé. Chúng mình muốn nghe kể chuyện không? Ai muốn nghe kể chuyện không? Ai muốn nghe kể chuyện thì giơ tay thả like cho cô nào, để cô Dung tự tin kể. Ai mà không thả thì thôi. Ok. Rồi, hôm nay cô Dung sẽ cho chúng mình đọc một cái câu chuyện này. Và nhiệm vụ của chúng mình nhá, nghe câu chuyện cũng phải có nhiệm vụ ấy, dành cho những em bé nào mà rèn luyện cái sự tập trung, rèn luyện sự tập trung
tập trung rất là kỹ luôn, gọi là một cái chủ đề, à một cái thách thức, đó là thách thức sự tập trung và sự trung thực. Đấy, thách thức sự tập trung và sự trung thực. Đấy, xem nào bạn nào vượt qua thử thách này không nhá. Gọi là vượt qua, vượt lên chính mình đấy. Rồi trong câu chuyện cô Dung sẽ kể thì chúng ta sẽ đếm, chúng ta sẽ lắng nghe. Lắng nghe và đếm cho cô từ bẩn. Cái từ bẩn này này được xuất hiện trong câu chuyện bao nhiêu lần? Và cái từ nói dối trong câu chuyện được xuất hiện bao nhiêu lần? Nha. À, cô Dung sẽ kể cho chúng mình và chúng mình sẽ đếm nha. Chúng mình đã hiểu chưa? Ai hiểu rồi thả like giúp cô nào. Ai chưa hiểu lắc đầu nào. Có chừng nào chưa hiểu không? Ai ai chưa hiểu lắc đầu. Ok, các bạn đều hiểu rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cô Dung sẽ kể câu chuyện này nhá. Kể câu chuyện và chúng ta sẽ cùng tập trung để tìm ra cái từ bẩn ở trong câu chuyện này này được xuất hiện bao nhiêu lần. Chúng ta phải chuẩn bị một cái bút và một cái giấy nháp để chúng ta cùng 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 làm cái đó để chúng ta biết được đáp án. Đấy, không bị nhầm. Và cái thứ hai là thách thức và là cái yêu cầu số 2 đó là từ nói dối được xuất hiện bao nhiêu lần trong câu chuyện mà cô Dung sẽ kể ở dưới đây. Nhá. Hãy cùng chuẩn bị. Và cái này là rèn cái gì ạ? Rèn sự tập trung và trung thực. Ấy. Đấy. Đấy chưa? Rồi. Sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng thả like giúp cô xem nào. Ok, 3, 2 thả like rồi. Ơi sao lại đồng chí kia thấy dislike kia. Ok, đồng bo thả like rồi này. Rồi, 5A5 thả like rồi. Rồi, lớp 6, lớp 8 đã thả like rồi ạ. Ok, 4A6 đã xong. Rồi, bây giờ cô bắt đầu nhá. Rồi, câu chuyện. À, lắm nghe nhá, mở chúng ta cùng mở âm âm lượng của máy tính hay là máy chiếu thật to lên để chúng ta cùng nghe kỹ nhá. Rồi, cô Dung sẽ cố gắng đọc thật chậm để các bạn cùng lắng nghe câu câu chuyện này. Rồi. Câu chuyện thau nước bẩn. Tuy là con ruột của Buddha, nhưng Rahula tuyệt nhiên không nhận ưu ái nào từ người cả. Vì điều đó nên Rahula rất khiêm nhường, nhưng vì còn là một cậu bé đang tuổi ham chơi nên cậu không tránh khỏi phạm những sai lầm. Một buổi trưa nọ, chú tiểu Rahula bưng vào một chậu nước cho Buddha rửa chân. Buddha rửa chân xong và liền hỏi: "Nước bẩn này có còn dùng được không, Rahula?" Rahula trả lời: "Thưa rằng dùng được nữa, thưa là chẳng dùng được nữa ạ." Buddha nói tiếp: "Cũng vậy, đây là một buổi học để chiêm nghiệm con người mà có tâm hồn bẩn cũng y như vậy, chẳng dùng được nữa, đổ đi thôi." Buddha nhìn chú dịu dàng nói tiếp: "Cái gì làm cho tâm hồn ta trở nên dơ bẩn, Rahula có biết không?" "Thưa, kẻ có nhiều phẩm chất xấu, người hay phạm những lỗi như nói dối, trộm cắp, không trân trọng sinh mạng, không trong sáng các mối quan hệ và dùng các chất say và kích thích." "Đúng vậy," Buddha gật đầu. "Vậy trong những điều ấy, con thấy điều nào là khó giữ nhất?" "Thưa, điều nào con cũng không phạm, riêng giới nói dối thì Đức Phật mỉm cười. "Thỉnh thoảng con bị phạm lỗi ấy phải không?" Chú tiểu đỏ mặt, lúng túng một hồi rồi bẽn lẽn gật đầu. Đức Phật lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ vào đầu chú. "Vậy là tâm hồn con bẩn rồi. Dẫu nói dối một ít cũng là bẩn rồi. Cái đầu này có thấy ra điều đó không, Rahula?" "Dạ, cái đầu của đệ tử hiểu rõ rồi ạ." Buddha nhấn mạnh thêm nữa: "Đối với một người cố tình nói dối,
Không một tội lỗi xấu xa nào mà người đó không dám làm. Vì vậy, Rahula, con hãy tập thói quen đừng bao giờ nói dối, cho dù là một lời nói đùa. Rahula nể phục trước sự dạy bảo khéo léo của Buddha. Từ đó về sau, cậu chăm chỉ tu học và đạt được nhiều thành tựu ở tuổi rất còn trẻ. Câu chuyện của cô kể đến đây hết là giờ hết rồi. Đến đây là hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng khảo sát xem. Trường nào đã có đáp án rồi? Bạn nào đã có đáp án rồi? Bao nhiêu lần? Rồi, trường Đông Bo. Trường Đông Bo rất là nhiều. Rồi, cô Dung xin mời trường Đông Bo ạ. Đông Bo rất là nhiều đáp án. Em hôn cô là áo từ bẩn là một từ nói dối nhé. À, 6 từ bẩn và 5 từ nói dối à? Rồi. Ấy rồi, 6 từ bẩn và 4 nói dối. Ấy chà. Rồi. Đây là trường Đông Bo nhá. Rồi. Xem nào, trường nào là trường đúng nhá. Rồi, cô Dung tiếp theo, cô cảm ơn trường Đông Bo. Rồi, cô mời lớp 4A3 nào. Cô mời lớp 4A3 ạ. Lần đầu tiên em xin nói lần đầu tiên em xin kính chào tất cả các bạn học sinh và cô. Em xin trả lời câu hỏi là trong câu đoạn có 4 từ bẩn và 3 từ nói dối ạ. À, 4 từ bẩn và 3 từ nói dối. Rồi, cảm ơn em. Để câu rất là nhiều đáp án được 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 ra rồi. Rồi, cảm ơn em nhá. Rồi, tiếp theo cô mời trường tiểu học Khai Quang nào. Cô mời à rồi đây. Con chào cô, con xin phép được trả lời câu hỏi ạ. Dạ. Nói to đấy. Có mấy từ nói rồi? Có 7. Có 3 từ nói dối và có 7 từ bẩn ạ. Có 3 từ nói dối và 7 từ bẩn. Rồi, cảm ơn em. Rồi, tiếp theo nào, trường nào nữa nào? Em thưa cô, câu em trả lời là có 6 từ bẩn và 3 từ nói dối ạ. À, 6 từ bẩn và 3 từ nói dối. Cứ thế nào ấy nhỉ? Rồi, trường khác nào, trường khác xem nào, đúng không? Rồi, 5A1 nào, xin mời 5A1. Em thưa cô, đáp án của em là 6 từ bẩn và 5 từ nói dối ạ. À, mấy từ bẩn nhỉ? Sáu từ bẩn và năm từ nói dối ạ. À, 6 từ bẩn và 5 từ nói dối. Ok, cảm ơn em. Rồi, cô Dung nhìn này, đáp án ở dưới là năm à lớp 3A2 này. Lớp 3A2 là 5 từ nói dối và 6 từ bẩn. Ok. Lớp 3A3 là 6 từ bẩn và 5 lời nói dối. Là trường tiểu lớp 5A2 là 4 từ nói dối và 6 từ bẩn. Ok. Rồi. 3A1 là 6 từ bẩn, 5 lời nói dối. Rồi, để xem đáp án của mình xem nào, bạn nào đúng nhá. Mà nào đúng thì giơ tay thật vỗ tay thật to nhá. Đấy, sự trung thực sự tập trung của mình được thể hiện ở đây. À, rồi để xem đáp án nhá, xem đáp án. Rồi, tới cuối cùng nào, cô mời lớp 6 lớp 8 nào, lớp 6 lớp 8 xem có đáp án nào. Có một bạn giơ tay. Em nói cô là trong bài có 6 từ bẩn và 4 từ với em. À, rồi, cảm ơn em. 6 từ bẩn và 4 từ nói dối. Rồi, để xem bạn nào đúng nhá. Lớp nào bạn nào nói đúng thì vỗ tay và nhảy thật lớn. Đấy, đấy. Đáp án của cô này. Rồi, đáp án là có 6 từ bẩn và 5 từ nói dối. Xin chúc mừng các bạn. Rồi, vỗ tay nào. Hay quá. Rồi, những chiến binh tập trung, những các bạn rất rất tập trung. Đấy, hay quá. Đấy. À, đó là gì ạ? À, trong cái câu chuyện vừa rồi là câu chuyện về
Buddha đấy, giảng dạy về Rahura, về Java, về một cái chỗ nước bẩn, đúng không? Về cái chỗ nước bẩn. Và cái chỗ nước bẩn này thì nó tương ứng với gì ạ? Với những cái sự nói dối đấy đó. Và qua cái câu chuyện này chúng ta biết được là gì nhỉ? Biết là gì ạ? Lời nói dối dù chỉ dù là nhỏ, không mang cái ác ý hại người, nhưng mà làm sao ạ? Nhưng lâu dần sẽ trở thành một cái thói quen rất là khó bỏ. Đến khi không còn trân trọng sự trung thực nữa thì dễ làm việc gian dối và sai lầm. Nên là chúng ta sẽ làm sao ạ? Thận trọng và chúng ta sẽ tỉnh táo trong từng lời nói, nhất là những lời nói đùa. Vui thôi, đừng vui quá. Đấy. Và thông điệp muốn gửi gắm cho các bạn đó là gì ạ? Hãy trung thực từ việc nhỏ nhất, bởi đó chính là sức mạnh của các bạn. Mẹ Teresa đã nói đấy, hay là Abraham Lincoln có nói là gì ạ? Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực. Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết sức mình. Đấy, vậy thì chúng ta thấy cái sự quan trọng của sự trung thực chưa? Các bạn có thấy sự quan trọng của trung thực không ạ? Quan trọng thì like giúp cô Dung xem nào. Đấy. Đấy. Và gì nữa? Cái sự trung thực này các bạn chỉ cần nói dối nhỏ thôi, nhưng mà làm sao? Nhưng mà làm sao ạ? Nó làm sao ạ? Nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến những cái việc làm gian dối, những cái việc làm sai lầm. Nên chúng ta làm sao? Hãy trung thực và nhớ tới cái chỗ nước bẩn. Nhớ tới những cái lời nói dối đấy, đúng không ạ? Và những cái dù chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không làm hại ai cả, nhưng mà nó sẽ là một mối nguy hại, một mối nguy hại sau này. Đấy, được chưa? Một mối nguy hại sau này. Rồi, và theo các bạn thì trung thực sẽ nằm ở đâu trên một cái cây này? Hay là theo các bạn thì cái cây này thì quan trọng nhất đó là bộ phận gì? Quan trọng nhất đó là bộ phận gì ạ? Cái cây quan trọng nhất là gì? Là gì nhỉ? Mời 4A6 nào. Mời 4A6. Cô mời 4A6 ạ. Cái cây quan trọng nhất là gì ạ? Và con người quan trọng nhất là cái gì? Thưa cô là đạo đức ạ. Là đạo đức. Con người quan trọng nhất về đạo đức. Cái cây thì quan trọng nhất là cái bộ rễ, đúng không ạ? Chúng ta mong muốn có quả ngon, quả ngọt thì chúng ta sẽ làm sao? Là phải bồi dưỡng cho cái rễ này phát triển tốt. Con người cũng thế, đúng không? Rồi, cảm ơn em. Đạo đức này, ngoài đạo đức ra thì cần phải có thêm cái gì nữa ạ? Không phải Quân à? Quân, trả lời đi Quân. Ngoài đạo đức ra thì chúng ta phải phải bổ sung thêm cái gì nữa ạ? Không là ngoài đạo đức ra thì ngoài cái không biết có trí tuệ và nghị lực bảo. Đúng rồi, trí tuệ và nghị lực. Rồi, vỗ tay cho bạn. Trí tuệ là gì ạ? Là sự hiểu biết, là sự bao dung. Và nghị lực làm sao? Là dũng cảm. Nha. Rồi, ghi giúp cô Dung một cái từ khóa này là dũng cảm nhận lỗi, dũng cảm trung thực. Và chúng ta sẽ trung thực với ai? Với đầu tiên cô Dung đặt số 1 này, đó chính là trung thực với chính mình. Phải trung thực với chính mình. Nếu như mà bạn không trung thực với chính mình thì bạn có trung thực được với ai không? Nếu như bạn không trung thực với mình mà mình cứ lừa dối bản thân mình thì chắc chắn là bố mẹ, bạn bè, thầy cô chúng mình có trung thực được không? Có hay không ạ? Gật hay lắc? Có hay không ạ? Nếu như chúng ta không trung thực với chính mình thì chúng ta có trung thực được với ông bà bố mẹ không ạ? Chắc chắn là không. Một cái câu trả lời chắc chắn là không. Nếu như bạn không trung thực với chính mình, tức là gì ạ? Không, mình lừa dối mình, tức là gì? Không sao đâu, bố mẹ không biết đâu, chẳng ai biết đâu. Làm gì có ai biết, đúng không? Chắc chắn là sẽ biết, nhưng mà làm sao họ không nói thôi. Lời nói dối luôn luôn là bị phát hiện. Chẳng có lời nói dối nào là không bị phát hiện cả.
Đấy, đây là cái sự trung thực với chính mình, đấy là số 1. Cái thứ hai là gì ạ? Với ông bà, bố mẹ, thầy cô và anh chị em. Đấy, các mối quan hệ trung thực nó sẽ chi phối đây. Đó, thấy chưa? Đấy, các mọi người và niềm tin. Niềm tin đến từ đâu? Niềm tin đến từ sự trung thực, đây là quả. Và gốc thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì ạ? Đạo đức, trí tuệ và làm sao? Và nghị lực. Đây là ba cái gốc. Đó, đây là ba cái gốc mọc lên thì chúng ta sẽ có niềm tin. Và khi mà có trung thực rồi thì chúng ta sẽ có làm sao? Sự cho đi, sự lòng bao dung, gì nữa? Sự yêu thương, đấy, biết ơn, vân vân. Gì làm sao? Chân thành, hiếu thảo. Làm sao nữa? Đó, tha thứ, đúng không? Nếu như mà chúng ta, nếu như mà bố mẹ, ông bà không tha thứ cho chúng ta về những cái việc làm chúng ta đã làm sai, những việc làm mà chúng ta đã nói dối, thì làm sao ạ? À? Thì chúng ta có còn được vui vẻ nữa không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Đấy, và đây, đây chính là cái mà chúng ta cần phải nhớ. Đấy ạ, chúng ta phải nhớ trung thực ở đâu? Trung thực nó là quả, là sự niềm tin. Và gốc ở đâu ạ? À? Gốc là cái đạo đức. Phải nuôi dưỡng nó lên thì nó mới ra quả được. Đấy, vậy thì quan trọng nhất đó là đạo đức này. Sự dũng cảm. Sự dũng cảm về trung thực. Trí tuệ là gì ạ? À? Sự hiểu biết. Đấy. Đó, rồi. Rồi, thì đấy là cái nội dung của buổi ngày hôm nay. Đấy, chúng ta trò chuyện về sự trung thực. À, trung thực sẽ có những cái yếu tố nào làm chi phối mình. Đấy, mình sẽ cần phải tuân thủ theo, đúng không ạ? Và đặc biệt là các bạn nhớ giúp cô dùng thông điệp này ha. Lời nói dối dù chỉ có nhỏ, không mang ác ý, nhưng mà là sao? Dần dần nó thành thói quen. Và thói quen này xấu hay đẹp ạ? Thói quen này xấu hay đẹp ạ? Xấu thì dislike, còn đẹp thì like giúp cô. Thói quen nói dối là xấu hay đẹp? Dislike đúng không? Quá là dislike đúng không ạ? Đấy. Vì vậy là hãy rèn luyện nó. Cái sự gì ạ? À? Trung thực là thói quen tốt hay là thói quen xấu? Trung thực là thói quen tốt hay thói quen xấu? Thói quen tốt thì like, còn thói quen xấu thì dislike. Trung thực à, like đúng không? Đấy, đúng rồi. Đó, vậy thì các bạn mong muốn là rèn luyện thói quen nói dối hay rèn luyện thói quen trung thực? Trung thực đúng không? Ê, dễ không ạ? Ok. Đó, vậy đấy là những cái nội dung ấy, thông điệp của cô gửi gắm cho chúng mình. Và các bạn hãy nhớ 6 cái câu hỏi này ha. À, 5 cái câu hỏi này. 5 cái câu hỏi này để mình hạn chế cái việc nói dối dù là nhỏ nhất, nhưng mà làm sao cái sự dũng cảm của mình dám nhận lỗi, dám thừa nhận, sự trung thực luôn luôn được tha thứ, sự trung thực luôn luôn được bảo vệ. Đấy, luôn luôn được giữ gìn. Thế là xong. Được chưa? Rồi. Đấy, tiết học của cô đến đây kết thúc rồi. À, ơi, có bạn nào muốn đúc kết lại, có bạn nào muốn phát biểu không? Và muốn phát biểu trong cái buổi học ngày hôm nay không? Có trường nào không ạ? Ơi, cô mới lớp 51. Em nói con là đồ bạn này em bước ra được còn mình phải trung thực không được nói dối ạ. Và mình thấy sự nguy hại không ạ? À? Mình có thấy sự nguy hại của việc nói dối không? Em cảm thấy là sự nói dối là nguy hại đối với con người ạ. À, đúng rồi, tuyệt vời quá. Rồi, hay quá, một đúc kết rất là hay. Rồi, con mời trường tiểu học Khai Quang. Em một đúc kết nữa. Trung thực là phải nói thật không nói dối ạ. Ừ, hay quá. Rồi, cảm ơn em. Còn trường nào nữa không? Còn trường nào nữa không ạ? Đúc kết bài học nè. Hãy đúc hết bài học của em ngày hôm nay. À, rồi, cô mời 4A3. Cô mời các bạn 4A3. Là dù qua bài học này con cảm ơn cô vì nhờ cô mà con đã học được là phải trung thực và không được nói dối ạ. Ừ, hay quá. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Vỗ tay cho bạn nào. À, một đức tính thì chúng ta phải rèn luyện đúng không? Ok. Rồi, chắc chắn là nhiều bạn khác cũng đã có bài học của mình đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có một cái bài hát cuối giờ. Đấy, một cái bài hát có tên là Lớn rồi, học biết nhiều. Đấy, bạn nào thuộc rồi? Trừ Đông Bo là chắc chắn là thuộc rồi đây này.
Rồi các bạn khác chúng ta cùng nghe nhá. Nghe thì chúng ta có thể hát theo. Bài hát này rất là dễ. Đấy, mời các bạn sẽ cùng lắng nghe bài hát để chúng ta kết thúc lớp học ngày hôm nay nhá. Rồi, chúng ta có thể là vỗ tay để hát theo bài hát này nhá. Ngày thơ bé có cánh đồng chưa nắng trên bờ sông, thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và lười. Lời mẹ nói không nghe, không thèm đọc sách đâu. Mẹ nói sách cho mình rất nhiều, dăm ba đoạn văn chép thì xong rồi quên. Cứ thế đời cuốn bao cuộc ưu phiền, bạn bè cũng a dua chơi bời và thắng thua. Chân lý không hay bằng nói đùa. Tối nay bàn cùng sách, tôi yêu rèn nghị lực. Ước mơ tôi là học gương vĩ nhân. Tôi ơn người bạn tốt, bên nhau cùng luyện rèn. Ước mơ một ngày hiểu thấu ta mình. Rồi qua những lúc ôn bài không chú tâm học sâu, bài văn đã viết xong rồi câu chữ không vào đầu. Lời cô nói ghi xong chép lại và thế thôi, mai một chúng ta lại quên rồi. Thấm thoát lại thấy tôi chẳng biết điều chi, lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì. Phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn, tôi muốn chuyên tâm học thêm nhiều. Rồi, bạn nào muốn chuyên tâm học thêm nhiều, giơ tay giúp cô. Ai? Ok, rồi rất là tuyệt vời. Chúng ta chụp một kiểu ảnh cuối cùng để chúng ta cùng thoát zoom nhá. Rồi chúng ta cùng giơ hình trái tim vừa này lên này, hoặc là bạn nào muốn. Ok, rồi cô mời các bạn sẽ cùng giơ trái tim lên và cô Dung sẽ chụp ảnh cho chúng mình nhá. Cô Dung sẽ thả tim như thế này, các bạn cứ giơ như này nhá. Tại vì cô Dung bị chụp ảnh nên là có một cái bị mất một tay. Rồi cô Dung hô nhá. Yêu quá, cảm ơn các bạn trường Đông Bo. Rồi cô Dung hô 1 2 3 chúng mình cùng chụp ảnh nhá. 1 2 3. Yêu quá. Cô Dung rất là mong muốn được gặp các bạn trực tiếp tại trường ấy. Sẽ chứ thể nào sẽ về một số các ngôi trường mà chúng ta sẽ được tổ chức. Rất là hẹn gặp lại các bạn vào những buổi học lần sau nhá. Cô Dung xin cảm ơn các thầy cô, các cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo chủ nhiệm đã hỗ trợ các bạn học sinh vào với buổi học ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ rèn luyện đức tính trung thực để chúng ta cùng hoàn thiện phẩm chất của mình nhé. Bye bye, cô Dung xin chào các bạn ạ. Bye bye, xin chào các bạn lớp 5A5, à 5A1.